Đây. Đấy. Đánh có 20 phút đi thôi. 20 phút thì được cả rổ cá đây. Đấy. Đó. Quá nhiều luôn. Đấy, chụp Đây. này. Đấy. Rải lưới 20 phút mà coi như là gỡ mất 3 tiếng đồng hồ. Quả đúng 3 tiếng thật. Ừ. Hai chị em cảm chả thấy đâu. Đây là lưới đây, con thuyền độc mộc đây, con thuyền đánh lưới đây trên dòng sông quê hương. Dòng sông quê hương rất đẹp. Đấy. Dòng sông quê hương xanh thăm thẳm và cá mú rất nhiều. Mùa này cá chép đẻ liên tục. Tí nữa gọi bác Nguyên rồi xuống lấy cá về ăn. Quả chứng tỏ là rất thân thiện với môi trường. Đấy. Rất thân thiện con người và chim chóc. Đấy, gà ngồi ngay cạnh đây nhưng mà chim vẫn xuống ăn mồi bình thường. Đấy. Đây, có một bác sĩ đến để kiểm nghiệm coi như là về an toàn thực phẩm đấy.